Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Sống khỏe cùng IDC Life. Chương trình được phát sóng vào 20 giờ mỗi ngày trên kênh IDC Life. Thưa quý vị, đau bụng kinh đã trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều chị em phụ nữ. Vậy thì đau bụng kinh là gì và làm cách nào để giảm cái nỗi đau mỗi khi đến chu kỳ kinh nguyệt? Thì để giải đáp những câu hỏi này, ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay dược sĩ Đinh Thanh Huyền, là chuyên gia trong lĩnh vực phụ khoa ở nữ giới. Xin chào dược sĩ Đinh Thanh Huyền ạ. Vâng, xin chào Vân và xin kính chào quý vị khán giả. Câu hỏi đầu tiên mà rất mong dược sĩ Đinh Thanh Huyền giải đáp cho quý vị khán giả đó là đau bụng kinh ở nữ giới được hiểu như thế nào ạ? Hiện nay đau bụng kinh là một trong những cái mà chị em rất hay gặp, rất là thường gặp với chị em phụ nữ, mà đặc biệt là những cái chị em mà giới trẻ đó, khi mà chúng ta mới bắt đầu bị hành kinh ấy, thì thường những biểu hiện thường gặp nhất là chúng là đau bụng kinh. Vậy thế nào là đau bụng kinh được định nghĩa? Thì đau bụng kinh đó chính là khi mà chúng ta đến chu kỳ hành kinh mà chúng ta thấy là rất là đau tại khu vực, thường là đau khu vực bụng dưới của chúng ta. Và ngoài ra thì một số chị em còn gặp phải những biểu hiện khác, ví dụ như là thấy buồn nôn, thấy chán ăn, nhiều khi thấy tụt huyết áp, mồ hôi vã ra rất là nhiều, và nhiều chị em còn là cảm giác bị ngất nữa. Tại vì khi mà chúng ta bị mất máu với số lượng lớn mà đồng thời là chúng ta bị tụt huyết áp nó, thì nhiều chị em còn dẫn đến tình trạng là bị sốc hoặc là bị ngất và dẫn đến tình trạng cấp cứu. Thì đấy là những cái biểu hiện mà khá là nặng rồi khi mà chúng ta bị đau bụng khi mà đến kỳ hành kinh. Và hiện nay thì rất là nhiều chị em tự động là mỗi lần bị đau bụng ra hiệu thuốc, mua ngay ít thuốc giảm đau về để uống, đúng không ạ? Đấy là thói quen của chúng ta, khi mà bị đau thì chúng ta nghĩ là mua thuốc giảm đau. Tuy nhiên thì đây là một trong những thói quen không hề tốt một chút xíu nào, tại vì nhiều khi chúng ta đang tự chúng ta làm mất đi những cái biểu hiện báo cho chúng ta là biết đâu chúng ta đang bị những cái biểu hiện, những cái loại bệnh khác nó nghiêm trọng hơn, nó chỉ biểu hiện ra ngoài là đau bụng kinh thôi. Thì chị em nên lưu ý, chúng ta không nên lạm dụng thuốc giảm đau khi chúng ta đến chu kỳ kinh nguyệt mà bị đau bụng. Vâng, thưa dược sĩ, vậy thì đau bụng kinh được chia thành những trường hợp nào và mức độ nguy hiểm của từng trường hợp là như thế nào ạ? Hiện nay thì đau bụng kinh được chia làm hai loại, đó chính là đau bụng kinh nguyên phát và đau bụng kinh thứ phát. Thế nào là đau bụng kinh nguyên phát? Đau bụng kinh nguyên phát là xảy ra với những trường hợp là, thứ nhất là trẻ em mới dậy thì đó, thứ hai là phụ nữ trước giai đoạn họ là mãn kinh, tức là đến giai đoạn tiền mãn kinh. Thì tại sao trong giai đoạn này nó gây ra tình trạng là bị đau bụng kinh? Thứ nhất là do lúc đấy là nội tiết của chúng ta đang trong giai đoạn là nó chưa ổn định, đặc biệt là với những các cháu mới bắt đầu dậy thì, đúng không? Thì đúng rồi, chúng ta chuyển từ thiếu nhi sang một người thiếu nữ, thì như vậy lúc đó nội tiết tố trong cơ thể mình nó chưa thực sự ổn định, nó chưa hoàn thiện, thì như vậy nó sẽ gây ra những cái cơn co thắt ở cổ tử cung, ở cơ trơn của cổ tử cung, và nó sẽ gây ra tình trạng là đau. Tại vì chúng ta phải tống máu ra bên ngoài, nếu mà tăng co thắt như vậy thì nó sẽ dẫn đến tình trạng rất là đau. Tuy nhiên khi mà chúng ta qua giai đoạn dậy thì đấy rồi, hoặc là các mẹ đã qua giai đoạn là tiền mãn kinh rồi, thì như vậy nội tiết trong cơ thể đã ổn định rồi, thì chúng ta sẽ không còn cái tình trạng đau nữa. Và thông thường chỉ khoảng thời gian sau khoảng 1 năm thôi là nội tiết tố nó đã ổn định trở lại rồi, thì chúng ta sẽ gần như cái phản ứng đau nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Đó, đấy là với đau bụng kinh nguyên phát. Còn với đau bụng kinh thứ phát là thường xảy ra ở những người phụ nữ mà sau khi mà đã quan hệ tình dục và sau khi có con. Thì cái nguyên nhân thường gây ra đó chính là trên cơ địa của những người mà có thể mắc những cái bệnh liên quan, ví dụ như là lạc nội mạc tử cung hoặc là u xơ cổ tử cung. Thì đây là những cái nguyên nhân mà có thể dẫn đến tình trạng là chúng ta sẽ bị đau bụng kinh thứ phát. Tức là chúng ta lúc đấy nội tiết ổn định rồi nhưng mà chúng ta vẫn bị đau, thì gọi là đau bụng kinh thứ phát. Chúng ta có những phương pháp giảm đau bụng kinh hiệu quả bằng những cái thực phẩm thiên nhiên nào thưa dược sĩ? Thì hiện nay có rất nhiều những cái bài thuốc mà chị em có thể rất là dễ dàng tìm mua và áp dụng trong đời sống của mình để có thể giảm được đau bụng kinh. Bài thuốc thứ nhất đó chính là chúng ta có thể sử dụng là nghệ tươi. Đây là một cái nguyên liệu của chúng ta rất dễ tìm trong nhà bếp của chúng ta, đúng không? Thì nghệ tươi thì các bạn chế biến như thế nào? Hiện nay trên thị trường thì bán rất nhiều những loại bột nghệ tươi á. Thì các bạn có thể mua cái bột nghệ tươi đấy về, sau đó chúng ta sẽ trộn đều với mật ong và chúng ta vo thành những cái viên hình viên hoàn nhỏ nhỏ như thế này, và chúng ta sẽ uống đều đặn vào mỗi buổi sáng. Đó, thì như vậy là tại vì nghệ tươi có tác dụng rất là tốt trong vấn đề là điều hòa kinh nguyệt chúng ta, nên chúng ta sử dụng nghệ tươi. Ngoài ra nếu mà chúng ta thấy là không thích cái kiểu dạng uống từng viên như vậy thì chúng ta có thể sử dụng nghệ tươi trong bữa ăn hàng ngày của chúng ta.
Đó, tại vì nghệ tươi được ứng dụng rất nhiều vào trong thực đơn. Ví dụ chúng ta có thể dùng nghệ tươi kho với cá đúng không ạ? Đó, hoặc là chúng ta có thể dùng nghệ tươi chế biến một bất kỳ một món ăn nào. Chúng ta có thể rang với thịt chẳng hạn. Đó, thì chúng ta bổ sung vào. Thì như vậy vừa đảm bảo là món ăn trông rất ngon miệng tại vì có màu vàng, đồng thời là đảm bảo là chúng ta được cung cấp nghệ tươi cho cơ thể. Thì như vậy là cơ thể chúng ta sẽ giảm bớt được những cái triệu chứng đau khi mà chúng ta bị hành kinh. Đó, một cái nguyên liệu thứ hai cũng vô cùng là gần gũi với chúng ta, đó chính là gừng tươi. Gừng tươi thì chúng ta dùng như thế nào ạ? Tại vì gừng tươi là có yếu tố là ấm nóng, chính vậy sẽ giúp cho là quá trình lưu thông máu của chúng ta trong cơ thể nó sẽ tiến hành là một cách dễ dàng hơn, điều hòa thân nhiệt nữa. Chính vậy mà gừng tươi thì các chị em có thể là cắt thành từng lát mỏng, cho vào trong nước ấm và chúng ta có thể dùng nước ấm đấy massage ở khu vực bụng dưới. Tại vì khi đau chúng ta sẽ đau khu vực bụng dưới, chúng ta có thể chườm ấm nóng nó cho vào một trong những cái túi hoặc là bình giữ nhiệt á, thì chúng ta sẽ ấp lên khu vực bụng dưới của chúng ta, sử dụng nước và gừng tươi thì như vậy sẽ giảm rất là đáng kể khi mà chúng ta bị đau. Hoặc là ngoài ra gừng tươi thì nếu mà chúng ta không thích là dạng để dạng túi như vậy thì chúng ta có thể hãm thành dạng trà, nào uống cùng với trà, thì như vậy là chúng ta là vừa có một thức uống bổ dưỡng cho cơ thể, đồng thời vừa giảm đau bụng kinh rất là rõ rệt. Nguyên liệu thứ ba mà chị em có thể dễ dàng tìm được nữa đó chính là chúng ta sử dụng là lá ngải cứu. Ngải cứu thì từ xưa thì đã có vai trò rất là lớn trong vấn đề là điều hòa kinh nguyệt dành cho chị em. Chị em ngải cứu thì như thế nào? Bình thường chị em rất hay ăn món là ngải cứu đúc trứng đúng không? Một món rất là khoái khẩu của chị em. Thì đến những ngày đấy thì mình cũng nên ăn những cái món như vậy. Ngải cứu chúng ta có thể tráng với trứng, ăn vừa đảm bảo rất là ngon miệng, thay đổi khẩu vị cho cả gia đình. Ngoài ra thì ngải cứu thì mình cũng có thể là dạng mình có thể sắc khô lên cũng được và sau đó tiến hành xoa bóp, massage ở khu vực bụng dưới cũng rất là tốt. Đó là ngải cứu. Còn nguyên liệu thứ tư mà chị em đặc biệt rất là nổi tiếng đó chính là ích mẫu. Nghe đến ích mẫu là cực kỳ nổi tiếng luôn, tại vì là điều hòa kinh nguyệt và giảm đau bụng kinh thì ích mẫu đang là số 1 hiện nay. Thì dùng ích mẫu như thế nào? Thì chị em sẽ là sử dụng ích mẫu này, đường đỏ này, táo đỏ này và gừng tươi thì chúng ta cho vào hỗn hợp đó và đun nấu với một lít nước đó và chúng ta sẽ cô sao cho cuối cùng còn khoảng 250 ml, thì chúng ta sẽ dùng 250 ml đó và chúng ta uống vào 3 lần trong một ngày thì như vậy là sẽ rất tốt trong cơ thể và gần như những cái triệu chứng đau bụng kinh sẽ giảm hẳn. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của dược sĩ Đinh Thanh Huyền ạ. Thưa quý vị, chắc chắn là với những chia sẻ vừa rồi của dược sĩ Đinh Thanh Huyền thì quý vị đã có thể bổ sung cho mình thêm rất nhiều kiến thức bổ ích xoay quanh vấn đề phụ khoa ở nữ giới rồi đúng không ạ? Và nếu quý vị vẫn còn những băn khoăn thắc mắc nào chưa được giải đáp thì hãy gửi câu hỏi về địa chỉ email tư vấn bác sĩ115a@gmail.com hoặc liên hệ đến hotline 0857 322 102 để được chúng tôi giải đáp. Thưa quý vị, còn bây giờ thì Lê Vân và dược sĩ Đinh Thanh Huyền xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin chào!